Mẹ à. Anh vừa đi đâu về đó? Mẹ à, mẹ đừng có kêu con bằng anh nữa mà, khổ quá. Về hả? Con còn nhớ mẹ là mẹ của con nữa hay sao? Mẹ ơi, mẹ đừng có trách hờn con nữa mà, con khổ lắm. Bây giờ mẹ muốn đi đâu chơi, con mua tour cho mẹ đi. Việt Nam mình có nhiều phong cảnh lắm nha mẹ. Thôi đi, mẹ sẽ chết đây nè. Ở đó mà vui với lịch phong với cảnh. Chẳng lẽ con đang tính tống khứ mẹ ra khỏi cái nhà này để con được tự do với con Hạnh chứ gì? Mẹ à, đề tài cũ trách rồi mẹ ơi. Không cũ đâu, con mới tin đó. Con vẫn còn qua lại với con Hạnh mà, con coi mẹ ra cái gì đâu. Bây giờ mẹ muốn gì thì con chịu mẹ hết đó. Bây giờ mẹ muốn con đưa mẹ về Mỹ ngay bây giờ. Ủa, mẹ nói là mẹ qua đây chơi 6 tháng mà, mẹ chưa đi đâu hết, mẹ đã đâu về Mỹ rồi? Trời, mẹ mệt tim quá, bệnh của mẹ tái phát rồi. Con cứ chọc tức mẹ hoài thôi. Mẹ không về bển điều trị, chắc ở bên này mẹ chết bất đắc kỳ tử quá. Mẹ à, mẹ nói thiệt hả? Trời, mẹ sợ cái gì con mà mẹ đi nói dối con chứ. Về đây con chỉ có chọc tức mẹ. Bệnh của mẹ không tái phát mới là lạ đó. Chắc con còn nhớ, trong tim mẹ còn một ống thông đó. Mẹ đâu có được bình thường như người ta. Sao con cứ chọc giận mẹ hoài à? Mẹ à, ở đây có bác sĩ bệnh tim hay lắm. Hay mẹ ở chơi thêm chút thời gian nữa đi, rồi con thu xếp công việc ở đây, con đưa mẹ về. Không được, mẹ có phác đồ điều trị của bác sĩ ở bên đó. Bác sĩ quen từ 2 năm nay rồi, họ hiểu bệnh của mẹ hơn ai hết. Mà công việc của con đến đây là làm cái gì? Chẳng qua con chỉ có một chữ Hạnh mà thôi. Mẹ à, mẹ có gấp thì mẹ về trước đi, rồi con thu xếp xong công việc bên này con về sau. Con đối xử với mẹ như vậy đó hả? Mẹ bị bệnh tim, mẹ ra đi bất ngờ lắm, đột tử chỉ trong nháy mắt thôi. Con nghĩ sao mà con biểu mẹ về Mỹ một mình? Dứt khoát là con phải đưa mẹ về Mỹ trong thời gian sớm nhất. Con mua vé máy bay ngay đi. Mẹ à, mẹ. Hết tháng này trả phòng, đường ai nấy đi. Còn mấy bữa nữa đó, chuẩn bị tinh thần đi. Thiệt vậy luôn á hả? Sao, sao anh nát với tôi quá vậy? Lúc đầu anh nói ngon nói ngọt lắm mà, sao bây giờ anh trở mặt nhanh quá vậy? Cái tao cần là một người nội trợ, một tổ ấm thật sự. Làm giang hồ có lúc phải mệt mỏi, cần một chỗ để quay về. Chúng ta không cần một con điếm. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh mở miệng ra là anh chửi người ta. Hồi lúc anh ve vãn tôi thì tôi cũng là một con điếm rồi chứ không phải tới bây giờ. Đó là sai lầm của tao. Lúc đầu tao nghĩ mày biết bếp núc, tu dán công việc trong nhà, chứ không phải tệ hại như vậy. Đàn bà cái gì mà không nấu được nổi một nồi cơm, suốt ngày ăn cơm bụi với mì gói, ai mà chịu được. Có mày cũng như không, tao thấy cuộc đời này thừa thải. Anh cũng phải có trách nhiệm với con của anh. Tôi có bầu rồi nè. Có bầu thì phá. Mày đâu có khả năng làm mẹ đâu, mẹ làm gì. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh mạt sát tôi hoài vậy. Anh đừng có tưởng là tôi sống dựa vào anh. Anh muốn chửi tôi là con chó hay là con gì thì anh chửi nghe chưa. Sao lúc đầu á anh nói là sẽ hướng dẫn tôi, rồi hướng dẫn tôi mua bán giống như anh mà. Bây giờ thì lại nói như vậy.
Tôi không nấu cơm được, nhưng tôi biết mua bán thì sao? Mày nằm mơ hả? Nè, mày không có một chút tin tưởng gì để tao giao việc cho mày. Bây giờ thì đi chỗ khác để tao ngủ, nghe chưa? Không đó, tôi cứ ở đây anh làm gì tôi? Tao nói mày biến để tao ngủ, nghe chưa? Ê, mày... Anh ngủ thì ngủ đi, tôi ngồi ở đây có mắc mớ gì tới anh đâu. Tao nói mày bấm nút mày nghe không vậy hả? Tao cài suốt đêm mệt rồi nghe chưa? Để tao ngủ à? Anh ngủ được thì tôi cũng ngủ được chứ. Trả chỗ cho tôi. Anh đi ra. Đi. Trả đất không? Làm gì vậy hả? Mà làm gì mà anh ghét tôi dữ vậy? Không phải là ghét, mà là chán. Chán tới tận cần cổ rồi đây nè. Tao nói đi chỗ khác cho tao ngủ nghe chưa? Không nói nhiều nghe chưa? Biến đi. Bữa nay anh không đi làm hay sao mà quá sớm quá vậy? Bữa nay em có nhiều tâm sự hay sao mà nhìn càng ngày càng xanh xao vậy? Hạnh buồn đó được chưa? Hạnh chỉ nhìn thấy ở hiện tại thôi, còn tương lai thì Hạnh nhìn hoài mà không thấy. Em đang nói chuyện của tụi mình đó hả? Cường không nhìn thấy hả? Chắc tại trái tim của em có nhiều ngăn quá, mà anh chỉ là một ngăn trong đó thôi. Sao Cường lại nói với Hạnh như vậy? Tại sao hả? Việc em với Long, em làm gì em tự hiểu, không cần anh phải nói ra. Tình cảm của Hạnh dành cho Cương bộ Cương không thấy hả? Hôm em giao quán cho Long về quê, ngoài Long ra có ai biết em đi đâu không? Không phải như vậy, Long không biết gì hết. Em chỉ biết sống theo cảm xúc của mình, trong khi người ta đang ngổn ngang trăm mối. Mẹ anh bệnh lại rồi kìa, trong tim của mẹ có một ống thôi, khó lòng lắm. Vậy sao cô còn qua đây? Sao không ở nhà lo cho mẹ đi? Anh phải tới chứ, tới để coi vết thương trên mắt thằng Long nó lành hay chưa, và để coi em đã bình tĩnh lại hay chưa. Ông bà mình nói đúng mà, dĩ dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Hay quá ha. Mẹ, mới sáng sớm ra con để mẹ ở nhà con một mình, rồi đi tới đây mà nghe lời ông tiếng dè với người ta. Con phải nên nhớ là con học tới thạc sĩ rồi, còn cái cô gái này học tới lớp mấy mà dám nói chuyện với con tôi hả? Mẹ à, sao mẹ nặng lời như vậy? Nè, tôi nói cho cô biết trước nha, giấy không gói được lửa đâu. Cả cái quán cà phê này không có che giấu được cái quá khứ xấu xa của cô đâu, cô hiểu rõ chưa? Mẹ à, Hạnh. Dạ, xin lỗi cô và anh, mình đừng có làm ồn trong quán. Nếu như mà cần gọi món gì á, thì tôi có menu nè. Đây không phải là gì của cậu. Về thôi con. Chị uống ly sữa đi. Chị đừng có nghĩ về chuyện hồi chiều, đừng có buồn quạ như vậy, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị uống đi. Chị không sao đâu, em xuống quán lo việc đi. Dạo này á, em thấy chị cứ ủ rũ khóc hoài. Bây giờ quán của mình á đang đông đúc, lấy cái đó làm niềm vui lên chứ.
Vết thương của em sao rồi? À, không sao đâu chị. Vậy thì tốt rồi. Xuống quán lo việc đi. Dạ. Chị nghỉ ngơi đi, đừng có khóc nữa nha. Ừ. Công viên giờ này Ủa anh, xe anh đâu? Xe anh để bên quán kia. Nghe tụi nhỏ nói em đi bộ nên anh cũng bỏ xe rồi đi bộ qua đây nè. Thì ra là giả vờ đi bộ để ra đây khóc một mình đúng không? Em mệt quá. Sao mà làm một người lương thiện khó đến như vậy? Những khúc nhạc, những hình ảnh về mèo nữ, nó cứ lởn vởn ở trong đầu em. Rồi còn những lời chửi bới cay nghiệt của miệng đời nữa, em chịu không nổi. Em chịu không nổi. Chuyện gì xảy ra với em anh biết hết rồi. Ai chửi em nói anh nghe đi, anh xử liền luôn. Thôi. Sao lại thôi? Ở đời mình hiền quá cũng không có được đâu nha. Còn vuông xéo mãi nó cũng quằn đó. Thằng Long quản lý quán em thì nó lại hiền quá. Em nên tuyển thêm vài vệ sĩ, ai lơ mơ vô quán kiếm chuyện là xử liền. Mình bán cà phê mà, chứ mình đâu phải giang hồ đâu. Nhưng mà sự đời hiền quá cũng không có được đâu. Mà dạo này anh thấy quán em là có nhiều việc xảy ra đó. Nào là thằng Long bị đánh vô mặt nè, rồi người này người nọ tới lớn tiếng với em nữa. Cứ vậy đâu có được. Nghe lời anh, tuyển thêm bảo vệ, lừa mấy người nào dữ vô. Sao bữa nay đi cà phê có một mình vậy? Bỗng nhiên nhớ Yumi rồi xách xe lang thang rồi ghé quán em. Rồi nghe nhân viên nói này nói nọ, bao nhiêu chuyện xảy ra ở quán em. Cảm thấy bực mình dễ sợ. Anh đang ở chỗ anh Trí hả? Ừ. Cũng mới dọn tới thôi. Quả thật ở khách sạn một mình như vậy cũng buồn lắm. Sao anh không ở nhà em nữa? Có gì phiền hà hay sao?
Hay là chuyện giữa em và Hạnh? Không có gì đâu, Hạnh là quá khứ. Anh cảm thấy mình mắc tội khi cô ấy bị cuộc đời xô đẩy như vậy. Bây giờ anh muốn cô ấy được bình yên và hạnh phúc. Anh chỉ là quá khứ khổ đau mà thôi. Biết Hạnh yêu Cương, thực sự là anh mừng lắm. Cương phải làm cho cô ấy thật hạnh phúc. Mình vẫn là anh em bạn thân, không có gì thay đổi hết. Hay anh khó chịu chuyện mẹ của em? Không phải, chỉ có hơi ngại một chút. Nhiều khi đi sớm về khuya, có người lớn ở nhà thì đâm ra anh hơi phiền hà một chút. Mẹ em bị bệnh tim mà lại khó tính nữa. Vậy à? Rồi bệnh tình có nặng lắm không? Mẹ em có một ống thông động mạch vành, khi xúc động á thì dễ làm mệt và rất là nguy hiểm. Như vậy là không nhẹ rồi, dễ bị đột quỵ lắm đó. Bởi vậy mới khổ cho em nè. Mẹ em không đồng ý Hạnh. Cương thuyết phục không được à? Khó quá anh ơi. Mẹ em đã biết Hạnh từng là một miêu nữ. Em đã nói đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại Hạnh đã là một người khác. Mà quan trọng, Hạnh rất là yêu em. Miêu nữ thì sao chứ, miễn sao người ta biết quay đầu sống lưng thì là được rồi. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Em cũng năn nỉ mẹ quá trời rồi, nhưng mẹ nhất định không chịu. Anh nghĩ tình yêu của Hạnh và Cương không biết có đủ lớn để vượt qua hay không. Em khổ tâm quá. Bên Hiếu, bên Tình, khó lòng quá. Mẹ em thì bắt buộc em đưa bà về Mỹ, bà không có chịu đi bác sĩ ở đây. Anh thấy chuyện này không có gì khó hết. Cương cứ việc đưa mẹ quay trở về Mỹ, xong rồi quay trở lại với Hạnh. Chuyện không có đơn giản như vậy đâu anh. Mẹ em đã có mối nào sẵn bên đó rồi. Chuyện này về bắt buộc em đi coi mắt. Mẹ lấy bình tim của mẹ ra để làm áp lực với em đó. Anh có cách nào giúp em được không? Anh thấy tình hình không đơn giản đâu. Chuyện của Cương và Hạnh hơn ai hết, chỉ có Cương mới hiểu thôi. Cương phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Khi tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện. Anh đứng bên ngoài cho nên nói vậy, chứ em là người trong cuộc khó xử lắm. Em yêu Hạnh, nhưng mà còn mẹ em nữa. Mẹ buộc em phải lựa chọn, mà em thì em không muốn chọn. Cương nên nhớ, đã là con người thì không ai vẹn toàn hết. Nếu như Cương thực sự yêu Hạnh thì không có việc gì khó cả. Cương phải làm mọi cách để mẹ Cương nhìn Hạnh theo một góc độ khác. Cương à, người ta thường nói nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược hết, cho nên là Cương yên tâm đi. Mẹ Cương từ từ sẽ chịu theo ý của Cương thôi. Không đâu anh ơi, em không có ba, chỉ sống bằng tình cảm của mẹ. Mà mẹ em thì rất quyết đoán và độc tài. Bao lâu nay em không dám cãi lời mẹ em dù bất cứ là việc gì. Anh nghĩ không có chuyện gì quan trọng hết. Đây là chuyện hôn nhân của Cương, sao Cương không tự quyết định đi? Trả lời anh đi, có phải tình yêu Cương dành cho Hạnh không đủ lớn hay không? Em không biết, nhưng chuyện tình cảm nó mông lung lắm. Lúc nhìn thấy rõ, nhưng lúc lại quá xa xôi. Thôi, trở lại thực tế đi. Nếu như Cương yêu Hạnh, Cương sẽ vượt qua được rào cản của mẹ Cương. Hãy nghĩ cho Hạnh,
nghĩ cho cả Cương nữa kìa. Nãy giờ anh em mình vẫn chưa hiểu hết nhau thì phải. Vẫn chưa tìm được một số chung cho câu chuyện này. Anh thấy do Cương phức tạp quá. Cương nên nhớ đừng lặp lại với sơ đồ giống như anh vậy.